Hello, hello. Sau tô đầu mối Hải Dương rất vui được gặp lại anh chị quý vị nhà mình vào khung giờ thân thiết 8 giờ 3 phút mỗi tối ạ. Đấy, chào cả gia đình nhà mình nhá. Nhà mình đã cơm nước sẵn sàng nhỉ? Đấy. Chuẩn bị cho em báo giá ngày hôm nay đi. Vâng, hôm nay đã vẫn là đầu tháng này, nay mùng 4 này. Thì bên em vẫn tiếp tục báo giá livestream giảm giá kịch sàn cho anh chị quý vị nhà mình. Những đầu xe đang có tài trợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, cứ ra giá đi, ra giá thoải mái luôn. Đấy, có giá là bán, có giá để lại phục vụ gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Đình Đạt, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Khúc Văn Công. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, cảm ơn những khách hàng đầu tiên, đấy luôn yêu thương, hãy luôn theo dõi Thanh Tùng cũng như chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, để em xin phép để lại hai số like ở phần comment này để cho anh chị quý vị mình dễ quan sát hơn nhá. 0347 701 777 và 0343 540999 này. Đây, hai số like đấy, trực và phục vụ anh chị quý vị mình 24/7 ạ, không kể thứ bảy chủ nhật cũng như ngày nghỉ. Vâng, chào bác Tránh Phạm, chào bác Đặng Đình Đạt, chào bác Khúc Văn Công, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đấy, xe ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi ký gửi những cũng như là buôn bán này, đấy những dòng xe đã qua sử dụng nhá. Thì bên em hôm nay cũng bớt xe rồi này. Nhưng anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu muốn nhượng lại xe này, bán lại xe này, không có nhu cầu dùng xe nữa hoặc là đổi xe cũ để lấy xe mới này, đấy cứ qua bên em nhá. Đấy, nhận mua hết những đầu sản phẩm anh chị quý vị nhà mình ạ. Với mức giá gọi là yêu thương nhất đó. Vâng, chào bác Lê Anh, chào bác Tránh Phạm, chào bác Nguyễn Đình Đạt. Vâng, chào bác Triệu Linh. Đấy, chào lại gia đình nhà mình ạ. Đây, khoang cảnh chỗ ô tô đầu mối Hải Dương về đêm đây. Vẫn sáng đèn này, phục vụ anh chị quý vị mình 24/7 nhá. Đấy, đến cứ liên hệ cho em Tùng đi. Đấy, hai số like thì để trên màn hình rồi ạ. Đây, còn khá đầu xe, 50 đầu xe để phục vụ anh chị quý vị mình ấy. Vâng, chào bác Đức Vĩ này. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, mọi người hoan hỉ lên. Cho em xin 3-5 lần chia sẻ thôi. Đấy, không nhiều nhận gì đâu ạ. 3-5 lần chia sẻ thôi. Không mất tiền, không mất bạc gì. Và để like, và để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Vâng, chào bác ô tô Xuân Hùng này. Vâng, cảm ơn bác ô tô Xuân Hùng rất là nhiều nhá. Đấy, chúc bác ô tô Xuân Hùng cùng gia đình có một buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi ạ. Có A Tít 2014-2015 không? À vâng, anh Tránh Phạm ơi, A Tít 2014 và 2015 thì tạm thời bên em lại chưa có nhá. Anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi ạ. Tạo ứng cho em xin một lượt like và lượt theo dõi đi. Làm một con A Tít 2014-15 thì em liên hệ trực tiếp cho bác ngay nhá. Vâng, chào bác Trần Thị Thu Hằng, hello. Vâng, chào bác Triệu Linh này, chúc bạn một buổi tối vui vẻ. Vâng, cảm ơn bác Triệu Linh rất là nhiều này. Chúc bác Triệu Linh này cùng gia đình một buổi tối vui vẻ, sức khỏe và nhiều niềm vui nhất ạ. Cho xem Morning màu đỏ số sàn tầm dưới 200 triệu. Morning màu đỏ số sàn dưới 200 triệu à, có cho bác đi nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Trung chốt. Vâng, ok, chốt đi bác Nguyễn Trung ơi. Đây, Morning số đỏ. À, Morning màu đỏ số sàn đây, 200 triệu gửi đến gia đình nhá. Chào bác Tô Văn Hiếu ạ. Đây em xem chiếc Morning màu đỏ đây là đang dựng ở cái góc nào nhá, để em tư vấn cho anh chị quý vị mình này. À đây rồi, em nhìn thấy rồi. Đây, Kia Morning 2016 đăng ký là bánh năm 2017, màu đỏ số sàn 195 triệu đồng đây. Đấy, bác Tô Văn Hiệu quan tâm tham khảo giùm em mẫu này nhá. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng kiểm thì còn khá là dài nhá, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ, màn hình đầu đài lớn rồi. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, 195 triệu đồng. Đấy, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị đang quan tâm ạ. Đấy, táp lô táp ly đẹp chưa này. Đấy, trên mặt táp lô thì được thả một lớp vải nhung cách nhiệt đây. 195 triệu đồng bác Tô Văn Hiệu nhá. Bác Tô Văn Hiệu mà quan tâm này. Khi kỹ về máy móc, ok bác Tô Văn Hiệu nhá. Bây giờ là khung giờ livestream buổi tối này, em xin phép báo giá thôi. Ngày mai em sẽ quay chi tiết con này cho bác Tô Văn Hiệu nhá. Quay chi tiết từ máy số keo chỉ đến sơn si này. Đấy, ok bác Tô Văn Hiệu, cho em xin tạo ứng trước cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Đấy, buổi sáng ngày mai thôi, trong buổi sáng ngày mai thôi. Em sẽ gửi cho bác video chi tiết nhất con này nhá. Vâng, cho bác Dương Man này. Đấy, bác Tô Văn Hiệu nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi ạ. Cho bác Dương Man, chào bác Thêm Nguyễn, chào bác Đinh Thị Thu Trang, chào bác Trường Nguyễn, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, có quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào, khung tiền tầm bao nhiêu, cứ mạnh dạn để lại bình luận cũng như comment đi ạ.
để em được tư vấn trực tiếp ngay trên bước sóng livestream này cho anh chị quý mình cùng tham khảo nhé. Đây, hôm nay thì bên em có về thêm một chiếc Hyundai Grand i10 này 2014 bản đủ với cửa tiền là 235 triệu đồng này, và một chiếc Accent 2018 với cửa tiền là 385 triệu đồng cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. Đấy, tí thì em sẽ quay chi tiết hơn hai chiếc đó mới về để cả mình cùng theo dõi ạ. Chào em, nhiều xe đẹp quá. Vâng, chào bác Dương Man, rất là nhiều này. Vâng, rất là nhiều xe đẹp này. Cam kết anh chị quý vị mình những đầu xe vô cùng chất lượng này. Đấy, để phục vụ đại gia đình mình ạ. Vâng, thì em xin phép cả gia đình mình bắt đầu vào livestream buổi ngày hôm nay. Mọi tư vấn và thắc mắc gì cứ để lại bình luận dưới phần comment, em sẽ giải đáp ngay cho chị mình ạ. Dù có một ngày anh sẽ gặp em, chúc em buôn may bán đắt. Vâng, cảm ơn anh Dương Man rất là nhiều nhá. Ngày nào gặp thì mình chưa tính, nhưng cứ tối buổi livestream này anh sẽ cố, anh cứ cố gắng lên, cứ vào xem cùng em này. Đấy, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, thế là em Tùng đã vui rồi ạ. Vâng, đây thì hôm nay bên em có về một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ nhá, đời 2014, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 235 triệu đồng. Đấy, xe đăng kiểm còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen và be rất đẹp đây. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đề lửa sạc rất tốt. Màn hình Android cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 1.0 số sàn, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này. Máy số và điện đóm rất là bền bỉ, rất là lành này. Đấy, một dòng xe quốc dân nhỏ gọn phục vụ đô thị đây. Ăn đâu đó từ 5 lít rưỡi đến 6 lít trên 100 km đường trường. 235 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, hôm nay thì bên em có về trước không? Hyundai Grand i10 bản đủ mới đây. Đấy, tư vấn sâu sâu với gia đình một chút này. Na răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Côn số thì ngọt ngào này, máy số keo chỉ còn zin. Đấy, lộ thất thơm tho rồi. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi, phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình. Đấy, 235 triệu đồng. Đấy, đang được bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Đấy, bản đồ thì có cả bốn mắt cảm biến lùi xuống chống va chạm phía sau đây, giúp anh chị quý vị nhà mình di chuyển với điều kiện lùi này. Đấy, an toàn và yên tâm nhất nhá. Cặp đèn hậu đây, giải đèn hậu trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, đèn thì còn sáng còn trong, không có dấu hiệu rạn nứt bóng mờ do xương do nhiệt. 235 triệu đồng ạ. Vừa là mẫu Hyundai Grand i10 mới về này. Đấy, em giới thiệu tiếp tục một mẫu Accent số tự động cho mình cùng tham khảo hôm nay mới về đây. Đấy, mới về bên em chưa dọn dẹp gì thì em cứ quay qua báo giá lên cho đại gia mình cùng biết nhé. Những bác nào đang quan tâm đến dòng Accent này đời 2018 này với cửa tiền là 385 triệu đồng số tự động, tham khảo dùm em chiếc này đi. Đấy, chiếc này mới về này. Mai thì em sẽ quay lên video cũng như hình ảnh chi tiết nhất từ máy số keo chỉ nội thất đến gầm bệ cũng như sơn xi này, đến từng con ốc luôn cho là mình cùng đánh giá này. Đấy, xe thì mang nước sơn màu trắng rất đẹp đây. Tuy nhiên chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Đấy, bên về này, bên em vẫn chưa dọn dẹp thì vẫn y nguyên luôn. Đấy, la sáng đúc lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan dạng ngúy tích hợp trên gương, cương kính cụp xe điện. Đấy, đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Thì mình cùng quan sát phần nội thất bên trong của em một chút này. Đấy, nội thất số động zig zag này. Đầu đài màn hình theo xe nhá. Vô lăng 3 chấu, có túi khí an toàn trên vô lăng, kết hợp có loa điều khiển. Đấy, rất đẹp luôn. Nội thất có trang bị cả option cửa sổ lóc trời đây. Đấy, cả cửa sổ lóc cho anh chị quý vị mình nhá. Option vô cùng hiện đại đây, vô cùng trẻ thể thao trẻ trung đây. Accent 2018 385 triệu đồng cho cả gia đình mình cùng tham khảo ạ. Đấy, là hôm nay bên em về chiếc Accent này là một này, chiếc i10 kia là hai này. Về một chiếc xe lướt luôn cho gia đình mình cùng tham khảo này, xe lướt luôn nhá. Accent sedan. Accent sedan hai đầu 2019 đây, cho mình cùng tham khảo đây. Đấy, động cơ 1.6 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Một chiếc xe lướt thôi gia đình ạ. Đấy, còn rất đẹp này. Mang nước sơn màu đen này, còn đẹp óng luôn, đẹp ánh luôn này. Đấy, nhà mình cùng quan sát em đây. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng. À, công nghệ bi cầu nhá, siêu sáng siêu đẹp, xin lỗi gia đình ạ. Công nghệ bi cầu được trang bị ở hai đèn pha này. Biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng hoa phượng đỏ. La răng đúc phay 4 bánh theo nhà sản xuất này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương này, tay nắm cửa này thì được chuẩn bị đây, được trang bị nút mở một trạm thông minh đây. Cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình cho chiếc
ASEAN đời 2019 này này là 420 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. La răng đúc ba chấu này có túi khiên toàn cũng như là kết hợp các phím điều khiển đây. Đấy, đầu đài màn hình theo xe. Đấy. 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Đấy. 420 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm nhé. Đấy, những bác nào mà đang quan tâm dòng xe nước này thì bên em đang có một chiếc ASEAN 2019 420 triệu đồng cho mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Nguyễn Hải này, chào bác Trần Đình Thành này. Có con ASEAN số tự động 2 đầu được không? ASEAN số tự động 2 đầu thì tạm thời bên em lại chưa có nhỉ. Đấy, có chiếc này 1 đầu này. Đấy, bác tham khảo rồi em đi bác Phạm Vinh Hiển ơi. Đấy, tham khảo rồi em chiếc 2 đầu số sàn này nhá. Đấy, xem có quan tâm hơn chiếc 2 đầu số tự động không ạ. Vâng, chào bác Xuân Hòa này, chào bác Trần Đình Thành, chào bác Phạm Vinh Hiển, chào bác Ngọc Trần Ngọc, chào bác Vương Hoàng Hải, chào bác Ngoan Thanh. Hello thông viên Thanh Tùng. Vâng, cảm ơn bác Ngoan Thanh rất là nhiều này. Vâng, chào bác Đòi Tài Xế này, chào bác Trường Huynh, chào bác Nguyễn Hải. Chào đại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Võ Cảnh này. Chúc toàn thể anh chị quý vị mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi live stream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, chúc gia đình mình có một buổi tối vui vẻ. Bước sóng live stream này thế quan sát đi, xem cùng em đi. Hãy chọn cho mình một mẫu xe ưng ý nhất đó, cả gia đình nhé. Có Kia Morning i10. Có Kia Morning này hoặc là i10 tầm 300 số tự động không? Vâng, bác Trần Trung Cường này. ASEAN có bác Cao Biển ô tô nhá. Đấy, vừa em đã giới thiệu hai mẫu ASEAN này. Đấy, một mẫu sedan 2 đầu. Đấy. 420 triệu đời 2019. Đấy, và chiếc 1 đầu đời 2018 này. Đấy, về vẫn chưa dọn dẹp gì, vẫn nguyên si đây. 385 triệu đồng nhá. Đấy, động cơ 1.6 số động này. Đấy. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Vâng, chào bác Tí Lê này, chào bác Mimi. Chào bác Bảo Ngọc này, có Vios 2013 vậy không bạn? Vios 2013 thì tạm thời bên em lại chưa có nhá. Bên em đang có Vios 2010 này. Đấy. Vios 2013 thì hôm nay vừa bán một chiếc luôn. Vâng. Anh Bảo Ngọc đang quan tâm đến dòng Vios 2013 này. Đấy. Để lại tin nhắn ở phần fanpage cho em. Nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Để 1-2 hôm nữa thôi là về bên em về một vài đầu Vios 2013 nữa anh Bảo Ngọc ạ. Vâng, cảm ơn anh Bảo Ngọc rất là nhiều này. Vâng, 500 anh em 48 chào chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, chợ ô tô đầu mối Hải Dương lại chào 500 anh em 48 nhá. Vâng, chào bác Đời Tài Xế rất là nhiều này. Vâng, La Chất Thị Sê Đích, có La Chất Thị Sê Đích nhá. Kia Morning vàng bao nhiêu ạ? Ok, em sẽ từ từ trả lời tất cả những bình luận của anh chị quý vị mình trên bước sóng live stream ngày hôm nay một cách trực tiếp nhất này. Đấy, Kia Morning màu vàng trước đi, đang gần trước này. Kia Morning 2016 màu vàng 195 triệu đồng. Đấy, đăng ký lăn bánh năm 2017. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy này, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Máy số điện đóm thì hiền lành, bền bỉ. Đấy, dễ bảo dưỡng, dễ sửa chữa, phụ tùng thì luôn có sẵn để thay thế nhá. Đăng kiểm thì khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Vô lăng 3 chấu này, đầu đài màn hình to rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị mình. 195 triệu đồng, Kia Morning 2016 màu vàng. Vâng, chào bác Nghiêm Khắc Song, chào bác Phạm Bính này. Chào bác Thành Nguyễn, đây Kia Morning có 10 số động tầm 300 bạn ơi, và bác Trần Trung Cường. Kia Morning hoặc là i10 số tự động tầm 300 thì bên em chưa có nhá. Còn Kia Morning số động thì đây bên em có chiếc 2010 đi. Có hơn 200 triệu đồng một chút thôi, anh tham khảo trước giùm em này. Đấy. Kia Morning màu xanh cửu long đây. Đăng kiểm tư nhân chính chủ 29 Hà Nội này. La răng đúc, lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Bản SLX bản đổ phun kịch đời 2010. Đấy, điều hòa auto này. Máy số keo chỉ sơn xi-jin, đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 anh nhá. Đấy, mà bác mà đang quan tâm dòng Kia Morning, tham khảo cho em chiếc này trước đi. Đấy. 235 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. 1.0 máy eco nhập Hàn nguyên chiếc. Ok, chốt về thủ đô. Vâng, chào bác Văn Lời Lý này. Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp, chào bác Chi Vũ. Vâng, toàn xe đẹp. Vâng, cảm ơn bác Hoàng Đức Hợp rất là nhiều. Chào bác Lê Cẩm Quang, có Innova 2014 và 2015 không?
Innova 2014 và 2015 thì hôm trước bên em mới bán một chiếc nhá. Anh Lê Cẩm Quang này có quan tâm dòng Innova thì bên em đang tạm thời có một chiếc 2018 với cửa tiền 265 triệu đồng. Thì trước đấy thì hôm nay đi công vụ một xíu rồi. Đấy, anh để lại tin nhắn ở phần fanpage đi, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số Zalo, để lại số điện thoại cho em, để mà mai kia tôi là về đầu Innova 2014, 2015 nữa đấy, thì em sẽ gọi liên hệ trực tiếp cho anh nhé, anh Lê Cảm Quang nhé. Cảm ơn bình luận anh Lê Cảm Quang rất là nhiều này. Vâng, chóc Trường Huynh, chóc Mimi 190 triệu ạ. À, vâng đúng rồi, con Morning màu vàng đây là 195 triệu chị nhé, 195 triệu đồng ạ. À, đấy, chị có quan tâm đi, có thể bớt thêm được cho chị đấy ạ. Chào bác Ban Tòi Khé này. Vâng, chào bác ạ. À, Hùng Hoàng cho xe tầm 150 triệu đi. Ok, có xe tầm 150 triệu cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Vâng, nhà mình cứ tham khảo rồi em đi. Đấy, đầu nào mà chưa có này cứ để lại số điện thoại. Một hai hôm nữa thôi bên em nhập về thì sẽ phục vụ anh chị quý vị nhá. Đây em xem những mẫu xe mà tầm 150 triệu đồng để tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đây, với cửa tiền là 150 triệu đồng này, đại gia đình mình cùng tham khảo giúp em mẫu Kia Morning đi. Kia Morning 2010 màu trắng, động cơ 1.1 nhập Hàn đây. La răng đúc được trang bị 4 bánh, lốp láp đẹp, sơn si chất này. Máy số keo chỉ, sơn si thì còn chất. Đấy, côn số luật là, đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da, đầu điều hòa long lạnh 2 chiều rét buốt. Đấy, màn hình to đầy đủ rồi, cam nồi cam hành trình đầy đủ thì có sẵn. Đấy, 150 triệu đồng. Đấy, nhà mình tham khảo dùm em với mẫu tiền là 150 triệu đồng đi. Vâng, bác nào mà đang quan tâm những dòng xe tập lái tránh mưa tránh nắng này, bổ túc thêm tay lái này, đấy, tham khảo cho em chiếc này 150 triệu đồng thôi gia đình ạ. Nhiều xe đẹp quá à, quá bác. Ok, vâng, cảm ơn bác Chiến Giáp rất là nhiều này. Vâng, chúc bác Chiến Giáp buổi tối hôm nay vui vẻ qua bước sóng livestream này, thì hãy cùng xem với toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, tham khảo cho em một mẫu xe đi bác Chiến Giáp ơi. Đây, để tiếp tục. Ok, bác Trần Lê 0933 55141. Rồi, em đã chụp lại màn hình rồi nhá, đã lưu lại số của bác Trần Lê rồi. Tổ bán hàng sẽ trực tiếp gọi cho bác Trần Lê đấy, sớm nhất thôi ạ. Vâng, chào bác Văn Phương Châu, chào bác Lợi Nguyễn, chào đại gia đình của mình ạ. Đấy, nhà mình cứ để lại bình luận đi. Đấy, có bình luận nào thì em sẽ tìm đầu xe đấy và tư vấn trực tiếp gia đình nữa. Thì ngay sau đây em xin tư vấn lần lượt cho anh chị quý vị mình cùng dễ tham khảo hơn ạ. Vừa rồi lanh quanh là tầm 100 triệu đồng này, dưới 100 triệu đồng một chút này. Tham khảo cho em mẫu này gia đình ơi. Matiz 2018 bản SE 45 triệu đồng nhá. 45 triệu đồng thôi. Bán tải đâu có bán tải bác Quốc Văn Công nhá. Chia sẻ cho em đi bác Quốc Văn Công ơi. Sau chiếc này thì em sẽ giới thiệu cho anh chiếc bán tải này. Đấy, Matiz 208 0.8 số sàn, ăn xăng thì như ngửi thôi. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ. Đấy, bác nào mà vừa có bằng tập lái muốn bổ túc tay lái để cứng tay lái, vững tay lái hơn này, tham khảo cho em chiếc Matiz đi. 45 triệu đồng đã được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, rẻ hơn cái SH nhá, mà đã có xe đi lại tránh mưa tránh nắng gia đình mình rồi nhá. Ok bác Khu Văn Công nhá, đây chia sẻ cho em 5-7 lượt đi bác Khu Văn Công ơi. Em tư vấn bán tải cho bác Khu Văn Công này. Đấy, bác Khu Văn Công còn ở đây không nhỉ? Chắc Chiến Giáp còn xe là 7 chỗ không? 7 chỗ bên em thì đang có vài đầu Vivante này. Đấy, có vài đầu Vivante này này. Và có một chiếc Innova đời 2008 thì được lên form mới rồi nhá. Đấy, anh Chiến Giáp quan tâm để lại nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Đấy, để em tư vấn cho anh về mẫu Innova bên em đang có đấy ạ. 265 triệu đồng, động cơ 2.0 ấy. Đây bác Khu Văn Công ấy, bác còn đây không nhỉ? À, alo anh đây rồi. Đấy, bác Khu Văn Công tham khảo cho em mẫu bán tải đi bác Khu Văn Công ạ. Ford G213 đăng ký và lăn bánh năm 2014 này, nhập Thái, động cơ 2.0 à 2.2 xin lỗi gì ạ, động cơ 2.2 hai cầu máy dầu. Đấy, mệnh danh là dòng vua bán tải đây, siêu khỏe khoắn, siêu trường siêu trọng. Đấy, những bác làm kinh doanh này muốn kết hợp một chiếc xe chở hàng cũng như đi gia đình được nhá, tham khảo cho em chiếc này đi. Bản XLT, bản đổ phun kịch, được trang bị la xăng đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này, xin nhan dạng Mỹ, tích hợp trên gương, vô lăng tích hợp túi khí và các nút điều khiển chân vô lăng nhé. Đấy, cửa tiền được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 410 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho đại để mình quan tâm ạ. Đấy, nội thất bên trong màu đen theo xe này. Đấy, bán tải bác Khu Văn Công ơi, chốt cho em đi mẫu bán tải đi bác Khu Văn Công ạ.
Vâng, chào bác Phạm Hùng. Vâng, có Vios bản G2022 không? Tiếc quá, Vios bản G2022 thì tạm thời bên em lại chưa có nhá. Anh tham khảo dùm em chiếc Accent 2019 này mới về đi. Đời cũng khá là cao đây, với cửa tiền là 420 triệu ạ. Chốt về Sapa bao ship được không? Ok, bên em ship được về Sapa nhá. Không chỉ ship về Sapa là một đâu, trong cả nước luôn. Ship toàn thổ, ship trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn cho đình mình ạ. Có Kia Morning 06, chú để số điện thoại liên lạc với. Ok bác Lương Văn Cầu ạ, có Kia Morning bác nhá, có rất nhiều Kia Morning luôn. Bác cứ để lại số điện thoại đi. Sau buổi livestream này thì cháu sẽ tư vấn cho bác thêm khoảng chục đầu Kia Morning để bác tư vấn này, từ số sàn đến số tự động nhá, loanh quanh chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Vâng, chào bác một thời đã xa, bác chào bác Thành Nguyễn này. Chào bác Lương Văn Cầu, chào bác Văn Phương Châu, chào bác Trần Văn Tưởng, chào bác Khúc Văn Công, chào Hùng Hoàng, chào bác Phạm Hùng này, chào bác Phan Hùng, chào bác Trần Lê, chào bác Nguyễn Công Cử. Chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, anh Chiến Giáp ơi, chiếc Innova thì tạm thời bên em lại đi công vụ một xíu nhá. Nếu mà tí về sớm thì em sẽ quay cho anh, hoặc là anh cứ nhắn tin trực tiếp vào fanpage bên em đi. Ngày mai thì em sẽ quay chi tiết con đấy sâu luôn để cho anh cùng tham khảo này. Đấy, rất là nhiều đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác chủ tịch thôn vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Chào bác Nguyễn Đoan, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, ủng hộ em Tùng, ủng hộ chợ ô tô đầu mối Hải Dương bằng vài ba lượt chia sẻ đi. Có mất tiền, có mất bạc gì đâu gia đình mình ơi. Đây, xin tiếp tục báo giá lần lượt những đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Hyundai Grand i10 2014 bản đồ, cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 245 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ gia đình nhầm nhé. Có con số tự động 200 quay đầu không à? Vâng, chào bác Chế Thanh này. Có i10 khoảng 200 không ạ? À, đây i10 khoảng 200 đây, tham khảo dùm em đi anh Lê Dương ơi. Có Santa Fe dầu không bạn? Santa Fe dầu thì tạm thời bên em chưa có nhá. Đây, để em xin phép để lại đọc hết những bình luận của gia đình nhà mình để em tư vấn một thẻ luôn này. i10 hoặc Fadin số tự động. Ok. Anh Gia nhiệt tình quá, em Hải Dương đây. Vâng, cảm ơn anh Mi, cảm ơn bác Mimi rất là nhiều này. Đúng rồi, em cũng Hải Dương đây. Bác Tư Hải Dương chào tất cả anh em trên ba miền tổ quốc ạ. Vâng. Cháu Lê Tố này. Cháu chú già số tự động. Ok chú nhá, có số tự động tầm tiền phù hợp cho chú luôn nhá. Vâng. Vâng, cháu Trần Lê này. Vâng, em xin phép đi vào tư vấn gia đình của mình này. Đấy, bác mà nào đang quan tâm i10 tham khảo em chiếc này nhá. i10 số sàn 2014 bản đổ 245 triệu đồng, la răng đúc lốp láp đẹp đấy, xin nhan trên gương. Tucson có không bác? Tucson thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Đấy, cháu Xuân là đây, 245 triệu nhà mình đang tham khảo này. Đấy, đang tham khảo dòng i10, tham khảo cho em chiếc này đi. Đây, bác nào mà tham khảo mấy số tự động tầm 200 triệu nhá, tham khảo cho em tiếp tục bên nơi đây ngay bên cạnh luôn này. Đây, số tự động tầm 200 triệu quay đầu đây. Genta 2010 1.6 số tự động, đăng ký ra bánh năm 2012, tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh, quê hương của làn điệu quan họ trữ tình đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh. Đây, lốp láp thì còn mới còn đẹp này. Đấy, gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Cam kết anh chị quý vị này, một chiếc xe zin từ máy số, keo chỉ sơn si đến nội thất nhá, tất cả từ nhà máy ra luôn đấy ạ. Chưa thay đổi một xíu một tẹo luôn. Gầm bệ thì vô cùng là chắc chắn này, lốp láp đẹp này. Đấy, giải đèn hậu đây, nhà mình cùng quan sát của em này. Giải đèn hậu thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, còn sáng còn đẹp. Có trang bị 4 mắt cảm biến chống va chạm phía sau. Cửa tiền là 210 triệu đồng. Giá còn thương lượng, còn bớt được cho anh chị quý vị quan tâm nhá. Đấy, cứ quan tâm nhiều lên. Đấy, cứ chia sẻ, cứ thả tim thả like nhiều lên. Còn bớt được cho gia đình ạ. Cứ có giá là bán xe thôi. Vâng, chào bác Thức Hoàng, chào bác Tạp Hóa Trường Tình này, chào bác Thành Nguyễn, chào bác Lê Tố, chào bác Phạm Hiến, chào bác Thuận Nguyễn, chào bác Y Thanh Đông. Chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc. Qua bước sóng livestream này, có thể là em chưa được gặp anh chị quý vị các bạn bao giờ, nhưng cứ cho em gửi lời chúc đến anh chị quý vị cũng như là gia đình sức khỏe là lời chào trân trọng nhất nhé. Theo dõi cùng Thanh Tùng buổi livestream tiếp tục gia đình ơi. Đây, bác nào mà đang quan tâm Hyundai Grand i10 dưới 200 triệu đồng này, tham khảo tiếp cho em mẫu này này. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký ra bánh năm 2017, 195 triệu đồng cho gia đình mình cùng quan tâm này. Đấy, la xăng sắt theo xe, lốp láp đẹp,
cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đấy, đèn pha thì còn sáng quắc luôn. Xin nhan trên sườn xe, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt, mang về sẵn đi sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân cũng như gia đình mình nhá. Vâng, chào chị Vũ này. Như anh chị quý vị nào hôm nay vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, hãy cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh Facebook cũng như kênh YouTube của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ khung giờ vàng livestream cũng như là những video sẽ lên sóng để báo giá cho đại gia đình mình ạ. Cành mẫu Hyundai Gani 10 2014 rồi. Tiếp đây tham khảo dùm em này, một chiếc xe số tự động phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. La Chetti CDX 2010 đăng ký năm bánh năm 2011, động cơ 1.6 số tự động. Đấy. Xe được trang bị la răng đúc 17 inch 4 bánh này, lốp láp đẹp. Cặp đèn pha thì được độ lên công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp vô cùng hiện đại đây. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện, tay nắm cửa thì có một nút mở một trạm thông minh này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, trang bị cả option cửa sổ trời panorama hiện đại và thể thao vô cùng đây. Em xin mở phần nội thất bên trong cho thầy mình cùng quan sát thêm ạ. Nội thất ghế da tông màu đen lâu rất đẹp đây, zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình của nhà máy nhá. 255 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị mình. Sedan hai đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 250 triệu thôi gia đình mình ơi. Vâng, chào bác Hùng điện tử này, chào bác Y Thanh Quang, chào bác Bao Nguyên, chào bác Chế Thanh. Chào đại gia đình mình ạ. Em xin tiếp tục báo giá đầu sản phẩm bên em đang có cho mình cùng quan tâm nhá. Cờ lui đời cao à? Cờ lui đời cao thì tạm thời bên em chỉ có một chiếc đời 2011 thôi. Đấy, chiếc đấy thì hôm nay này tạm thời đi công vụ một xíu. Đấy, anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi để em gửi cho anh video review trực tiếp con cờ lui đời 2011 với cửa tiền 248 triệu đồng nhá. Tham khảo tiếp dùm em đi gia đình mình ơi. Cành mẫu Civic 2010 rồi. Tiếp đây nhà mình tham khảo dùm em này. 155 triệu đồng, 7 chỗ tầm trung này, xe gia đình gửi đến gia đình nhà mình nhá. Xe đang mang biển 30 Hà Nội phố đây, 30A578 đây. 578 là 10 rồi này. Đấy. Xin nhan thì tích hợp trên xe, la răng đúc lốp láp đẹp, đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Động cơ 2.0 số sàn 2008 mà chỉ có 155 triệu đồng thôi. La răng đúc lốp láp đẹp. Đây, sơn xi máy số keo chỉ zin. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình, một đầu 7 chỗ nhá. Đấy, anh đang bận. Cạnh mẫu 7 chỗ mới cửa tiền là 150 triệu đồng vừa rồi. Mình tiếp tục tham khảo dùm em này những đầu xe đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Genza 209 chỉ có 110 triệu đồng thôi này. Anh chị quý vị mình không nghe nhầm đâu, 110 triệu đồng. Genza 209 động cơ 1.6 số sàn, tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây, quê hương các anh hùng dân tộc đây. La răng đúc lốp láp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi, cửa tiền chỉ có 110 triệu đồng thôi. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm nhá. Đấy, như bác nào đang tìm một chiếc sedan hai đầu màu đen, đấy, cửa tiền hơn 100 triệu này, tập lái này, tránh mưa tránh nắng, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của gia đình, tham khảo cho em chiếc này đi. Genza 209 115 triệu đồng. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe này để phục vụ anh chị quý vị nhìn nhá. Nhưng bác nào đang quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào, giá cả tầm bao tiền, mạnh dạn để lại ở bình luận cũng như comment để được Thanh Tùng tư vấn trực tiếp trên buổi bước sóng livestream ngày hôm nay. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe này phục vụ gia đình mình ạ. Vừa rồi để khá là nhiều mẫu 5 chỗ này. Nên mình tham khảo tiếp cho em hai mẫu gầm cao máy thoáng đi. Vâng, ở xa xa cái này. Joyli Mitsubishi 2005 đăng ký là bánh năm 2007. Đấy, cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đấy, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt luôn. Đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. La răng đúc lốp láp đẹp, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngập lụt đây. Quê hương của Thanh Tùng cũng như là nơi đặt trụ sở giao dịch chính của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Mang về sẵn đi, sẵn di chuyển, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình của mình nhá. Đây, đăng kiểm khá là dài này. Tháng 1 năm 2023 này, 135 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng gia đình mình ạ. Cạnh chiếc Mitsubishi Jolly 2005 vừa rồi. Đấy, tiếp cho đây em lại giới thiệu đến gia đình của mình. Đấy, một mẫu xe đến từ nhà Mitsubishi đây. Chiếc này thì đời khá là cao đây. Mitsubishi Outlander 2016 nhá. Động cơ 2.0 số tự động,
đăng ký 5 chỗ ngồi, một chiếc SUV gầm cao máy thoáng này. Các bác nào mà gia đình nhá, có sở thích là đi du lịch đường dài này, đấy, mang nhiều đồ tham khảo cho em chiếc này đi. Mitsubishi Outlander 2016 đăng ký là bánh năm 2018. Đấy, cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 575 triệu đồng. Chiếc này thì bên em có hỗ trợ trả góp này, cũng như là bao rút hồ sơ gia đình mình. La răng đúc zin theo xe thì được trang bị 4 bánh này, nốp lát thì còn mới còn đẹp. Phanh đĩa chống bó cứng ABS này, một option vô cùng an toàn được trang bị trên xe rồi. Đấy, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 575 triệu đồng cho mẫu SUV gầm cao máy thoáng, nước sơn màu xi măng ở đây. Đấy, vừa rồi là hai mẫu đến từ nhà Mitsubishi này. Joyli 135 triệu đồng và Outlander 575 triệu đồng rồi. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, rảnh tay rảnh chân cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả, mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để như anh chị quý vị nào đang băn khoăn muốn tìm cho mình một địa chỉ uy tín để chọn cho mình những chiếc xe đã qua sử dụng từ 4 đến 7 chỗ thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Hai số line đường dây nóng thì đã để cho mình nhé, 0347 70177 và 0343 540 99, để em Tùng tư vấn sâu hơn về những sản phẩm ạ. Đây, nhà mình tiếp tục đến với em này, một dòng 5 chỗ lồi đồng cuối đá mà phá không chịu hỏng đây. Toyota Vios 2010 bản E-Sin. Đấy, đến từ chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền 238 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình này. Đấy, xe thì được trang bị la răng đúc 4 bánh và tích hợp sẵn hệ thống phanh chống bó cứng ABS này. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm thì còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da đây, màu be rất là sáng, rất là đẹp đây. 238 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, nội thất ghế da màu đen thì còn đẹp còn sáng này. Màn hình OLED cỡ to rồi. Phục vụ mua nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình từ xem phim, nghe nhạc, cả check map này. Cũng sắp đến World Cup rồi đấy, tiện thể xem luôn đá bóng trên đường luôn. 238 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ sơn si thì từ nhà máy luôn. Giá thì còn bớt, còn thương lượng gia đình mình ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe này. Đấy, rất là nhiều đầu xe để tham khảo gia đình mình nhá. Đây, các bác gái nào mà đang mới có bằng này, hoặc là chuẩn bị học bằng lái xe này, tham khảo cho em một chiếc số tự động đi, gia đình ơi. Đây, số tự động nhá. Genza 2010, động cơ 1.2 số tự động, tư nhân chính chủ 34A Chí Linh Hải Dương đây. Đấy, chị chủ trước này cũng là chị Lữ nhá. Đấy, xe thì mang cặp đèn pha đen chiếu sáng đa chiều này, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không ngừng lụt, la răng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn đẹp còn mới này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đấy, cam đùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Đấy, xin nhan thì tích hợp trên sườn xe này, có option cửa sổ trời Panama nhá, sấy gương sấy kính đủ cả rồi. Đấy, một chiếc xe nhập Hàn 2010 gia đình mình nhá. Vô lăng 4 chấu này, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng và cái nút điều khiển này. Đấy, điều hòa auto này, màn hình to rồi. Đấy, cam đùi, cam hành trình có sẵn rồi nhá, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng thôi. Đấy, xe đẹp như này không mua thì mua xe gì nữa gia đình ơi. 220 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng, cũng như là bao rút hồ sơ cho đại gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Quốc Lập, chào bác Đồ Gỗ, chào bác Lê Dương, chào bác Nguyễn Mạnh, chào bác Phạm Bính, chào bác Vì Bằng, chào bác Dân Nguyễn Văn, chào bác Quỳnh Nhung, chào bác Chế Thanh, chào đại gia đình trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Cảm ơn anh chị quý vị mình vào khung giờ 8:30 mỗi tối này vẫn cứ hướng mắt theo màn hình nhỏ đi, vẫn theo dõi buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn đại gia mình rất là nhiều ạ. Vâng, tiếp theo đây với cỏ tiền hơn 100 triệu đồng thôi thôi, tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị nhà mình những dòng xe tập lái mà hai đầu đây. Mazda 626 2005 đăng ký là bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Máy số keo chỉ sơn si còn zin từ nhà máy, la răng đúc lốp láp đẹp, có trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước và hỗ trợ phanh tăng chống ở hai bánh sau. 145 triệu đồng, một chiếc xe đến từ Nhật đời 2005, giá còn bớt còn thương lượng là cho anh chị quý vị mình này. Đấy, tháng 8 là tháng đoàn viên rồi, bên em vẫn hỗ trợ anh chị quý vị nhà mình những thủ tục như ship xe này, hỗ trợ trả góp này, đấy, cũng như là hỗ trợ đại gia đình mình những thủ tục mua bán xe, làm sao để anh chị quý vị mình mua xe một cách dễ dàng nhất mà không có vướng mắc gì ạ. Thành mẫu Mazda 626 2005 vừa rồi. Theo đây nhà mình cùng tham khảo với em này, xe đang hai đầu phân khúc hạng C nhá. Bên em đang có hai chiếc Lancetin Sedic này
đồng giá là 255 triệu đồng cho gia đình cùng tham khảo đây. Xe được sản xuất năm 2010, đăng ký và làm bánh năm 2012. Đấy, biển tư nhân chính chủ 30 thủ đô đây. Biển rất đẹp luôn. 30U5959, xe chất biển đẹp, giá lại còn yêu thương. Không mua xe này thì mua xe nào gia đình ơi? Xin nhan thì tích hợp trên sườn xe này, đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 này. Option cửa sổ lóc này, đấy trẻ con rất là thích luôn. 255 triệu đồng, giá còn bớt, còn thương lượng được cho đại gia đình mình ạ. Đấy, thì em cũng đã live stream được cũng khá khá thời gian rồi. Nhà mình đang quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào, cứ mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận. Đấy, hoan hỉ lên, vui vẻ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình mình ơi. Cảnh mẫu CX 2010 rồi. À, nhà mình cùng tiếp tục theo em hướng về phía máy quay đi, tiếp tục theo dõi những sản phẩm tiếp theo đây. Granta 209 2135 triệu đồng. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B. La răng đúc lốp láp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn khá là dài. Tháng 12 năm 2022 này. Máy số này keo chỉ sơn si. Thì chất thì zin, nội thất sạch sẽ thơm tho, điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi mà không còn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Đấy, giá bao rút hồ sơ thì bên em đã lo rồi nhá. 135 triệu đồng. Đấy, gửi đến gia đình của mình. Genta 2009 màu đen ạ. Đấy, chỗ này này. Đấy, Genta này. CX này, hai đầu rồi này. Tiếp tục để quay lại một đầu đây. Hyundai Getz 2010. Nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ đời 2010 đây. Xe này mang lốp sơn màu xanh rất đẹp này. Đấy, la răng sắt theo xe, lốp lát còn mới. Tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây. Biển 4 số 1 chủ từ đầu nhá. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà này, nhà mình là 145 triệu đồng. Giá thì còn bớt, còn thương lượng gia đình nhà mình này. Đấy, chiếc Hyundai Getz bên em còn ngoại một chiếc Hyundai Getz thôi. Đấy, độc nhất tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Nội thất ghế lỉ này. Đấy, nội thất ghế lỉ vẫn theo xe nhá. Chủ dùng vô cùng giữ gìn luôn. Lỉ thì vẫn còn mới, còn đẹp. Vô lăng ba chấu này, có túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình theo xe. 145 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Hải Đình, chào bác Hoàng Nguyễn Hoàng Linh này, chào bác Phạm Bính, chào bác Nguyễn Khánh, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương của ta ạ. Đấy, thì cái hàng dưới này thì em đang review này, quay và chia sẻ giới thiệu một lượt rồi. Đấy, đến hàng đây đi. Hàng bên trên này đến chiếc nào nhỉ? Đây, hàng đầu này đến chiếc i10 đúng không? i10 245 triệu đồng này. Đấy, cạnh chiếc i10 2014 với cửa tiền 245 triệu đồng rồi. Nhà mình tham khảo dùm em một chiếc Nacetti nhá. Đây, Chevrolet Nacetti 2008, đăng ký làm bánh năm 2010. Động cơ 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi nước sơn màu đen, rất đẹp, rất là sang trọng đây. Xe này trang bị xi nhan tích hợp trên sườn xe này. La răng đúc lốp lắp đẹp, phanh đĩa ở hai bánh trước này. Đấy, những chi tiết như tay lắm cửa, viền chân kính thì bóng lốc rồi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, 155 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B mà chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Đăng kiểm thì còn dài. Đấy, máy số keo chỉ thì niền nạc này. Đấy, giá thì còn bớt, còn thương lượng cho chị quý vị đang quan tâm ạ. Đấy, những bác nào đang quan tâm dòng hai đầu, cửa tiền nhanh quanh hơn 100 triệu đồng một chút thôi, để tập lái này, tránh mưa tránh nắng, cũng như là phục vụ nhu cầu của bản thân và gia đình nhá. Bên em có khá là nhiều đấy, để phục vụ gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Tướng Quân này, chào Nhật Minh, chào bác Nguyễn Khánh Toàn, chào Trà Đoàn, chào Nguyễn, chào bác Nguyễn Đình Lan, chào Nguyễn Văn Khải, chào đại gia đình mình ạ. Đây vừa rồi là hai đầu này. Đấy, tiếp tục những dòng xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu này, để giới thiệu gia đình mình này. Kia Morning bản SI 2016 nhá. Đây, bản này bản đủ với gia đình ạ. Xe được trang bị la răng đúc phay 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước này và hỗ trợ phanh tăng chống hai bánh sau. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, đèn pha nhá và đèn gầm phá xương này. Bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Tư nhân 99 quê hương Bắc Linh, quan họ chữ tình đây. Thì vừa rồi là phần ngoại thất bên ngoài màu trắng này. Thì em xin quay phần nội thất bên trong cho anh chị quý mình cùng quan sát nhá. Đấy, nội thất bên trong đây. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh hai chiều, auto này. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Trước này thì bên em có hỗ trợ rút hồ sơ nhá. Đấy, nội thất bên trong đây. Bề mặt táp lô thì còn đẹp này. Đấy, không khoan khoái này, không dịch vụ taxi. Đấy, khóa khiển thì đầy đủ hai cái này. Đầu đài màn hình theo xe này, điều hòa auto này. 255 triệu Kia Morning 2016. Giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị mình ạ. Đấy, một chiếc xe nhỏ gọn. Đấy, rất là phù hợp cho những anh chị quý vị nào mà trong đường xá hơi nhỏ, hơi hẹp một chút này. Tham khảo cho em chiếc này đi.
Đấy, Kia Morning 2016 này. Chiếc 2010 này em tư vấn rồi này, 150 triệu đồng này. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, 36 Thanh Hóa, quê hương các anh hùng dân tộc đây. 150 triệu mà giá lại còn bớt thêm ạ. Vâng, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Quang Văn Cảnh này, chào bác Tuấn Dương, chào bác Khúc Văn Công, chào đại gia đình của mình ạ. Vâng, nhà mình đang xem buổi live stream ngày nay, hoan hỉ vui vẻ lên. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đây gia đình mình ơi. Không mất tiền, không có bạc gì cả nhá. Cảm ơn gia đình mình trước này. Đấy. Cạnh chiếc Kia Morning 2010 rồi. Tiếp theo đây. Hyundai Grand i 12-16, động cơ 1.0 số sàn. Đăng ký là bánh năm 2018 này. Bản này là bản bay, bản tiêu chuẩn. Như đó là độ lên la răng đúc. Đấy, lốp láp đẹp, sơn xi chất, xi nhan trên sườn xe. Đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng này. Mình quan sát cho thêm em một chút để phần nội thất bên trong, để có nhìn tổng quan hơn về em nói nhá. Đấy, nội thất ghế da tông màu đen và lâu rất đẹp. Vô lăng 3 chấu này, màn hình đầy đủ rồi, 240 triệu đồng. Chiếc này đời 2016 thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình ấy. Đấy, hỗ trợ trả góp nhá. Chiếc này chỉ có tầm đâu đó khoảng 80 triệu thôi là đã mang cái nó về nhà rồi, làm xe để di chuyển rồi đấy ạ. Cạnh chiếc Hyundai Grand i 12-16 vừa rồi này. Đấy, em xin giới thiệu tiếp tục cho anh chị quý vị nhà mình này. Kia Morning 2016 này. Hyundai Grand i 10 bản đồ 2015 này. Kia Morning 2016 màu đỏ này. Tiếp tục tham khảo ra để cùng em đi xem mình ơi. Không mất tiền không bạc cả. Xem miễn phí mà có mất gì đâu. Kia Morning 2016 màu be. 1.25 số sàn 4 máy nhá. Đấy, la răng đúc thì được trang bị 4 bánh này. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. Cầm bệ chắc chắn không mục mọt, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Đèn pha thì còn sáng quắc còn trong này. Xung quanh thì được trang bị những chi tiết mạ chrome này, siêu đẹp luôn. Thì mình cùng theo dõi bên phần nội thất bên trong đi. Đánh giá tổng quan em nói xem như nào đó. Cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi, 216 triệu đồng. Con này đời 2016 có hỗ trợ trả góp cho gia đình mình ạ. Đấy, vô lăng 2 chấu này, đầu đài màn hình to này. Điều hòa nó lạnh 2 chiều rét buốt luôn. Khóa khiển này, khóa sơ cua, khóa chính thì đầy đủ rồi. 215 triệu đồng. Kia Morning 2016 đăng ký là bánh năm 2019, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy. Hai số like thì trên màn hình rồi. Phần tin nhắn fanpage thì đang cầm trong tay. Đấy, ngại ngần gì mà không nhắn tin, không gọi điện để em được tư vấn sâu hơn gia đình mình nhá. Cạnh chiếc Kia Morning 2016 rồi nhá. Tiếp tục tham khảo ra cùng em. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu này. Hyundai Grand i 10 màu trắng 2015. Xe này mang động cơ 1.2 số sàn nhá. Nhưng chiếc này đặc biệt hơn một chút này. Chiếc này chiếc sedan hai đầu nhá, i 10 sedan hai đầu, động cơ 1.2 này. Đấy, tham khảo giùm em gia đình ơi. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. La răng đúc lốp láp đẹp, xi nhan trên sườn xe này. 245 triệu đồng cho mẫu Hyundai Grand i 10 sedan 2 đầu, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em đấy ạ. Đây, nội thất ghế da tông màu đen kết hợp cùng lâu đây. Vô lăng 3 chấu này, đầu đài màn hình OLED cỡ lớn nhá. Táp ly được giải một lớp thảm cách nhiệt đây. 245 triệu đồng. Có hỗ trợ rút hồ sơ cũng như trả góp cho gia đình nhà mình ạ. Đây, các bác nào đang quan tâm đến mẫu xe này mà chưa đủ tài chính, chưa đủ điều kiện này, tham khảo rồi em đi, toàn xe đời cao đắt tiền mà vẫn hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình thôi nhá. Chiếc i 10 chiếc Morning màu đỏ 2016 em tư vấn đầu buổi livestream này. Đấy, 195 triệu đồng ạ. Đấy, tham khảo cho em chiếc này đi. Máy số này, keo chỉ sơn xi chất, chiếc này thì hồ sơ cầm tay rồi. Nên những thủ tục mà sang tên để đổi chủ bấm biển trong ngày thôi. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, màu đỏ vô cùng là đẹp, vô cùng là may mắn đây. Cạnh chiếc Kia Morning 2016 rồi này. Tham khảo cho em chiếc này gia đình ạ. Tota Vios đây, quốc dân nồi đồng cối đá đây, 2010. Động cơ 1.5 số sàn, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất này. Có 195 triệu đồng thôi. Đấy, chưa đến 200 triệu đồng thôi. Đấy mà đã có sedan hai đầu, Tota Vios quốc dân để di chuyển để đi rồi. Đấy, la răng đúc lốp náp đẹp. Trang bị phanh đĩa hai bánh trước này. Phanh tăng chấm hai bánh sau này. Tay lắm cửa này. Viền chân kính này được bọc lốc rất đẹp này, điểm nhấn trên cái tông màu đen này. Vè che mưa thì được trang bị trên cao, xi nhan trên gương. Tham khảo dùm em nội thất bên trong đi để có cái nhìn tổng quan hơn nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng, đầu đà màn hình theo xe này.
Đấy, khóa khiển khóa chính đầy đủ rồi. 195 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình ạ. Đấy, đến trực tiếp xem xe đánh giá xe, giá lại còn bớt thêm được nữa nhá. Đấy. Asen 1 đầu mới về này, số tự động 218 385 triệu đồng này. Chưa có chi tiết rõ ràng đâu, chưa chi tiết cụ thể đâu, chưa có video đâu. Cứ tham khảo giùm em một mẫu số tự động đi, mai là có video có hình ảnh chi tiết nhất từ máy số keo chỉ sơn si đến từng con ốc luôn, cho nên mình cùng tham khảo nhá. Tiếp tục đây, một đầu sản phẩm đến nhà Hyundai đây. Hyundai Grand i10 2014, động cơ 1.0 số sàn này, cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình. Con này bản đủ nhá, đầu bên em bản đủ đồng giá là 245 triệu đồng. La răng đúc lốp náp đẹp sơn chi chất. Đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đăng kiểm còn 1 năm nữa gia đình ơi. Tháng 6 năm 2023. Đấy, la răng đúc theo hãng này. Có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng ba chấu này có tích hợp túi khí an toàn cũng như các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Đầu đài màn hình của hãng đây, 245 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị đang quan tâm này. Đấy, những bác nào đang quan tâm dòng Hyundai Grand i10 bản đủ này, bên em chỉ loanh quanh tầm 230, 235 và 245 triệu đồng thôi. Đấy, 2014 bản đủ đấy, giá chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi ạ. Chiếc màu vàng Moling 2016 này, 195 triệu đồng giới thiệu cho gia đình mình rồi nhá. Đấy. Vâng, chào bác Hải Đăng, chào bác Nguyễn Nghĩa này, chào bác Quê Đến Vũ, chào bác Nhật Mình, chào bác Lam Phương. Vâng, chào đại anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, buổi tối thì rảnh tay rảnh chân thì không làm gì, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, để không mất tiền, không mất bạc gì đây mình ơi. Cành mẫu Kia Morning 2016 vừa rồi này. Đấy, tiếp tục phải đến Hyundai Grand i10 này. Đấy, mưa Hyundai Grand i10 để phục vụ gia đình mình luôn. Xe được sản xuất năm 2014, đăng ký làm bánh năm 2016 này. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022. La xăng đúc lốp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS option vô cùng an toàn, vô cùng hiện đại này. Xi nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện này. Tay nắm cửa thì được trang bị lốt chạm một cửa, một trạm thông minh đây. Nội thất bên trong thì sao mình ơi? Vô lăng ba chấu có túi khí an toàn, kết hợp có nút điều khiển trên vô lăng. Đề lỗ startup một trạm này. Đầu đàn hình to rồi. Đấy, mang về sẵn đi sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi. Đây, chìa khóa khiển hai chiếc đây, chồng một chiếc, vợ một chiếc đây. Ai cũng có thể đi, ai cũng có thể di chuyển nhá. 247 triệu đồng. 2014, đăng ký là bánh năm 2017, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng được thêm cho anh chị quý vị mình đến trực tiếp để xem xe nhé. Hyundai Grand i10 này, đấy, số sàn khá là nhiều rồi. Tiếp tục tham khảo cho một mẫu số tự động đi. Một sản phẩm đến nhà Kia này, Kia Rio 2015, đăng ký và làm bánh năm 2018 này. 1.4 số tự động nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, xe thì được trang bị la răng đúc zin 4 bánh, lốp la thì còn mới này. Trang bị cả option phanh đĩa chống bó cứng ABS. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Còn đèn gầm phá xương thì công nghệ bi cầu này. Mặt ga lăng mũi hổ thì vô cùng là quen thuộc dòng Kia Morning. Biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh này. Đấy, 14A Hạ Long Quảng Ninh này, quê hương của đất cảng đấy nhá. Em xin quay phần nội thất bên trong, sau đó mình cùng quan sát tổng thể hơn về em nó này. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khí an toàn cũng như các nút điều khiển, các nút glue control ở trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe này có những cổng AUX, USB và cổng nguồn 12V. Gương kính chỉnh điện 4 cánh. Đây. Xi nhan trên gương 405 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình này. Kia Rio 405 triệu đồng, 1.4 số sàn nhập Hàn nhé, tư nhân chính chủ, máy số keo chỉ zin. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng, bao rút hồ sơ này. Đấy, tận tình chăm sóc đến tận răng rồi, còn không mua xe thì còn mua gì nữa gia đình ơi. Đằng sau chiếc Kia Rio 2015 vừa rồi nhá, tham khảo dùm em hai chiếc Hyundai Grand i10 đi. Đấy, rất là nhiều Hyundai Grand i10 để phục vụ gia đình luôn. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Hyundai Grand i10 2014 bản đủ. Là răng đúc 4 bánh nốp náp đẹp này. Đấy, hầu như là option của bản đồ của đời 2014 là như nhau hết. Có la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, đề lỗ startup, vô lăng túi khí, kết hợp các nút điều khiển này. Đấy, đồng giá là 245 triệu đồng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ.
các anh chiếc bản đồ phun kịch này, nhà mình tham khảo giúp em chiếc bản bay này, bản tiêu chuẩn đi. Đấy, tầm tiền hơn 200 tham khảo cho em chiếc này này. Công năng nhiều hơn tham khảo chiếc này này, mà công năng mình sử dụng ít hơn tham khảo cho em chiếc này. Tầm tiền ít hơn này, 195 triệu đồng thôi. Hyundai Grand i10 bản bay bản tiêu chuẩn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không ngập lụt đây. Là răng sắt theo xe, lốp láp liền đời. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, nội thất ghế da tông màu đen đỏ, xi nhan trên sườn xe. Đấy, vô lăng 3 chấu nhá, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm hơn 1 năm nữa luôn, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Có 195 triệu đồng thôi mà giá lại còn bớt thêm một gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Phạm Xuân Thể này, chào bác chuyên Nguyễn Văn này, chào bác Trà Đoàn, chào Trần Thị Thu Hằng, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Cao Biền, chào đại gia đình nhà mình ạ. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì để lại cho em những lượt tim lượt like đi. Mình vào đi nè. Đấy là Hyundai Grand i10 này. Đây, tiếp tục về quần góc này thôi. Tiếp tục giữ máy theo em vài đầu sản phẩm thôi. Chợ bên em hầu như là hết xe đấy. Nhưng bác nào đang có nhu cầu đổi xe này, bán lại xe, nhượng lại xe, bên em mua hết nhá. Đấy, cứ đến đây đi, để lại những giá yêu thương nhất cho gia đình của mình ạ. Tiếp tục là Hyundai Grand i10 bản đồ về tham khảo giúp em đi ạ. 2014 này, 245 triệu đồng rồi. Công dụng thì gia đình của mình nghe từ đầu buổi livestream này rồi thì cũng biết rồi đúng không? La răng đúc, phanh đĩa ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp sửa điện, vô lăng 3 chấu, có túi khí an toàn và để đồ sửa tốt này. 245 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng này. Sau Hyundai Grand i10 vừa rồi nhá, nhà mình cùng Thanh Tùng tiếp tục tham khảo một mẫu sản phẩm đây. Kia Morning 2010, nhập hàn nguyên chiếc, động cơ 1.1 số tự động này. Đấy, những bác nữ nào mà nhỏ người này, mới tập lái, mới đi này, cần cho mình một chiếc số sàn nhé, tham khảo cho chiếc này đi. Xe là nhập hàn nguyên chiếc năm 2012, động cơ 1.0 số tự động, máy eco này. Đấy, máy eco siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm. Bản SLX này, bản đồ phun kịch. Đấy, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ rồi. Điều hòa nóng lạnh 2 chiều auto, Z-Boost, trang bị cả sấy ghế cho anh chị quý vị nhà mình nhé. Đây, vô lăng 3 chấu, có túi khí an toàn trên vô lăng. 235 triệu đồng. Đấy, Kia Morning số tự động 1.0 nhập hàn. Đấy, máy số keo chỉ bao zin cho mình. Xác định lỗi này tặng ngay 5 triệu cho anh chị quý vị nhà mình cho đầu sản phẩm nhá. Đấy, màu xanh kiểu long rất đẹp đây. Đằng sau Kia chiếc Kia Morning màu xanh kiểu long số tự động 1.0 vừa rồi này. Tham khảo tiếp dùm em đi một số một mẫu tự động này. Kia Morning 2010, động cơ 1.0 màu xám đây, màu xám lông chuột khá đẹp đây. Tư nhân 99, quê hương Bắc Ninh, quan họ chữ tình đây. Đấy, những quê hương những làn điệu dân tộc ấy. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh này. Cặp đèn pha trái xoài thì còn sáng còn đẹp, không có dấu hiệu dạn nứt chân tim, bóng mờ do lưu xương do xương do nhiệt này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 205 triệu đồng. Đấy, 5 chỗ ngồi nhỏ của các bạn, tiết kiệm nguyên liệu, máy eco, sẵn lòng phục vụ gia đình nhà mình ạ. Đấy, như bác nào đang quan tâm dòng số tự động nhỏ gọn này, bên em có 2 chiếc này, màu xám này và màu xanh này. Đấy, 235 triệu đồng nhập hàn 2010 và 205 triệu đồng 2010 cũng nhập hàn nhá. Đấy, giá xem nhau thôi, còn bớt còn thương lượng gia đình mình ạ. Chiếc bán tải Forger 2 cầu máy dầu thì em đã giới thiệu đầu về đây chim này. Đấy, thì nhà mình cũng theo dõi tiếp em để em báo giá lại cho những bác nào mà chưa quan tâm nhá. Forger 2 cầu máy dầu 2013, đăng ký 5 bánh năm 2014 này, 410 triệu đồng này. Giá bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình ấy. Đấy, vua bán tải 2 cầu máy dầu này, siêu trường siêu trọng này. Đấy, bác nào mà gia đình mà kinh doanh này, muốn chọn cho mình một chiếc xe mà kết hợp đi gia đình cũng như chở hàng, tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy, còn tiếp tục hai đầu sản phẩm đây. Nên quanh chỉ có 140 thôi. Đấy, bán phá giá luôn để cho gia đình mình cùng mua này. La chất ti 207, 140 triệu đồng, 1.5 số sàn. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp này, xi nhan trên sườn xe. Sedan hai đầu 140 triệu đồng. Đấy, không bằng con SH luôn gia đình ạ. Cạnh mẫu La chất ti 207 rồi, nhà mình theo dõi cùng em này. Chevrolet 7 chỗ tư nhân chính chủ mà chỉ có 186 triệu đồng thôi. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, xi nhan trên sườn xe. Tư nhân chính chủ 16M Hải Phòng đây. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ bao zin cho gia đình mình ạ. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, bao rút hồ sơ nhá. Đấy, cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình ạ.
Vâng, chào bác Trà Đoàn, chào bác Sầm Từ, chào bác Trần Thị Thu Hoàng này, chào bác Nguyễn Vững, chào bác Chuyên Bùi Quang, chào bác Nguyễn Đình Lan, chào bác Xuân Trường, chào bác Tiền Thanh Vũ này. Chào tất cả anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Em mà lỡ này, mà có sót, bỏ lỡ ai thì ra là mình cứ tha lỗi cho em. Tiếp tục theo dõi buổi livestream này đi. Sau buổi livestream này em sẽ chào toàn thể anh chị quý vị mình một thể luôn nhá. Góc này là giới thiệu, à đây còn sót chứ. Vios này, tham khảo tiếp đây, gia đình ơi. Tota Vios 2010 màu vàng cát đây, màu sơn khá đẹp đây. Đấy, la răng đúc thì được trang bị 4 bánh rồi. Nốp náp đẹp, sơn si chất, xi nhan trên sườn xe này. Đấy, các chủ cũ còn dán cả đã uống rượu bia thì không lái xe đây. Đấy, em khuyên cả gia đình mình là không uống luôn thì cũng được. Đấy, bảo đảm sức khỏe nhá. Xin nhan thì thích hợp trên gương này. Đấy, cam đùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh hai chiều. Đấy, nội thất bên trong đây. Vô lăng ba chấu này, trên táp lô thì được giải một lớp thảm nhung cách nhiệt đây. 190 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng cho gia đình mình này. Màn hình OLED này. Đấy, khóa khiển đủ cả rồi. 190 triệu đồng. Đấy, bao ship toàn quốc cho anh chị quý vị mình. Mẫu sản phẩm mình nhá. Đấy, rất là nhiều đồ sản phẩm em đưa đến gia đình nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận đi để em tư vấn sâu hơn về những đồ sản phẩm bên em đang bày bán ạ. Đấy, nhà mình cũng có thể quan sát ra đây. Bên bãi nhà em khá sớm rồi nhá. Đang có nhu cầu mua lại những dòng xe đã qua sử dụng của anh chị quý vị nhà mình. Đấy, những bác nào mà có nhu cầu nhượng lại này, đấy, hoặc là muốn lên đời mới đổi xe, liên hệ với Thanh Tùng 0347701777, 0343540999 này. Hai số line trực 24/7, không kể ngày thứ bảy và chủ nhật cũng như ngày nghỉ nhá. Đấy, đấy, tiếp theo đây em xin báo giá nốt những đầu sản phẩm hiện đang có bên em này. Đấy, các bác mà đang quan tâm dòng nào, sản phẩm nào, trong thời gian còn lại cứ mạnh dạn để lại bình luận đi thì em tư vấn ạ. Kia Morning này, 100 triệu đồng của gia đình mình này. La răng đúc lốp lát đẹp, full đồ chơi rồi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh hai chiều, rất buốt. Đấy, màn hình to rồi, phục vụ nhu cầu giải trí cho chị quý vị nhà mình nhá. 105 triệu đồng. Đấy, con này cứ ra giá là bán thôi, cứ để lại giá đi à, bán thôi ạ. Đấy, bao ship toàn quốc cho chị quý vị mình. Vô lăng ba chấu này, có túi khiên toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình này, nội thất thơm tho này. 100 triệu đồng đấy, cứ ra giá là chiếc này bán thôi. Máy số keo chỉ còn chất, còn đẹp, còn zin. Cạnh chiếc Kia Morning 2010 vừa rồi, nhà mình tham khảo tiếp dùng em 3 đầu sản phẩm còn lại của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, Hyundai Grand i10 bản đủ màu trắng này. Đấy, nhà em có một chiếc này màu trắng thôi, độc nhất vô nhị bản đủ Hyundai Grand i10 đây. La răng đúc lốp đáp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Tư nhân chính chủ 32 loại phố đây. Gương kính cụp sợi điện xi nhan trên gương. Đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Nội thất ghế da, vô lăng ba chấu, có túi khiên toàn và kết hợp các phím điều khiển trên vô lăng. 240 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng cũng như là hỗ trợ ship xe gia đình nhà mình này. Đấy, 243 triệu đồng nhá. Hyundai Grand i10 2015. Đây, hai đầu sản phẩm còn lại để báo giá gia đình mình đây. Một mẫu 7 chỗ số tự động tầm trung, không đến 200 triệu đồng này. Đấy, Chevrolet Vivante 2009, đăng ký làm bánh năm 2011, động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi này. Đấy, động cơ 2.0 nhưng khá tiết kiệm, gửi đến gia đình mình nhá. Sơn si chất lốp náp đẹp, máy số keo chỉ zin, nội thất thì theo xe gầm bệ chắc chắn không mục mọt. Xi nhan trên sườn xe đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Nhà mình quan sát cùng em này. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình to này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. 193 triệu đồng. Vivante Chevrolet 2009 ạ. Đây thì vừa rồi là chiếc Accent này 2019 này. Sâu ở đời một chút này, tham khảo cho em chiếc Accent 2009 đi. Đấy, Accent 2009 này, 170 triệu đồng. Động cơ 1.4 số sàn, nhập hàn cả chiếc luôn. La răng đúc thì trang bị trên 4 bánh, lốp láp thì còn mới còn đẹp. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều, đăng kiểm còn dài. Đấy, bác nào đang quan tâm một dòng sedan hai đầu tập lái tránh mưa tránh nắng này, phục vụ nhu cầu cơ bản gia đình nhà mình, tham khảo cho em chiếc này đi gia đình ơi. Thì vừa qua em cũng báo giá cho đại gia đình nhà mình tổng thể là 58 đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, đời từ 2009 giải đến 2019 luôn, đủ đời đủ giá cả nhá, đủ hãng này, đủ xe này, để phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình rồi. Đấy, các bác cứ mạnh dạn nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em chợ ô tô đầu mối Hải Dương, hoặc là hai số line 0347701777 này, tư vấn anh chị quý vị mình 24/7 nhá. Hỗ trợ tất cả những thủ tục từ bán xe, ship xe,
thủ tục trả góp này. Đấy, làm sao để cho anh chị quý vị mình đang quan tâm những dòng xe đã qua sử dụng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, quan tâm đến bên em là mua được xe thôi. Đấy, cảm ơn đại gia đình mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, muốn có xe hay thì gặp ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo vào khung giờ 8:30 mỗi tối. Xin chào gặp lại gia đình nhà mình ạ.